Từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động kèm theo các yêu cầu cụ thể về vaccine và phòng dịch. Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn liên quan đến cung ứng hàng hóa sau ngày 30 tháng 9, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở này đã làm việc với các đơn vị liên quan để cùng tháo rỡ khó khăn, trong đó có việc hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine. Về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng, bà Ngọc cho biết, sở đã tổ chức 3 điểm trung truyền tại 3 chợ đầu mối, mỗi ngày khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Về cung ứng hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Sở Công Thương đang tổ chức lại. Các đơn vị trước đây phải đóng cửa thì Sở có quan điểm mở lại trong điều kiện an toàn, bà Ngọc nói. Để chuẩn bị cho thời gian tới, bà Ngọc cho biết Sở Công Thương đã làm việc với các sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức để phối hợp tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá nguy cơ, khả năng kiểm soát trước khi đưa chợ đồng mối, công sản hoạt động trở lại. Sở Công Thương đã đề nghị 22 địa phương giả soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động trở trở lại trong điều kiện an toàn. Sở cũng giả soát việc cung ứng hàng hóa toàn thành phố để xây dựng mô hình hoạt động bền vững hơn trong giai đoạn tới. Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân địa phương, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất để hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn, bà Ngọc nói để chuẩn bị kế hoạch đi chợ, đi siêu thị cho người dân sau ngày 30 tháng 9, bà Ngọc cho hay, đơn vị này đã làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn, đề nghị các hệ thống phân phối báo cáo kế hoạch nguồn hàng, đưa ra phương án cam kết nguồn hàng đầy đủ. Vấn đề đáp ứng nguồn hàng khi thành phố mở cửa trở lại sẽ không phải lo ngại lắm vì Sở Công thương đã có sự chuẩn bị và làm việc chặt chẽ với các đơn vị, bà Ngọc nói. Các hoạt động dự kiến được mở và tiếp tục tạm dừng sau ngày 30 tháng 9. Liên quan đến tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 30 tháng 9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản 3186 gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự thảo, từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo tối đa 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh COVID-19 thì được tập trung tối đa 50 người. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thể xanh Covid được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại nơi công cộng và cả trong không gian làm việc, quét mã QR tại các địa điểm tập trung đông người cơ quan, công sở, cơ sở khám chữa bệnh, quán ăn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, phương tiện công cộng, công ty, nhà máy. Hai nhóm đủ điều kiện lưu thông gồm F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm 2 mũi và sau 14 ngày. Cũng theo dự thảo chỉ thị mới, các hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử tiếp tục tạm dừng. Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục dừng các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, bán hàng rong, vé số dạo. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo dự thảo trên, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp danh với các tỉnh chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực. Thành phố bố trí chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại điểm giao thông mật độ cao. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các nhóm ưu tiên gồm công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh. Đồng thời thành phố kiến nghị mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến hoặc đi từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.